Thời gian qua trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ vỡ đường ống nước sạch gây mất nước diện rộng tại nhiều địa phương. Ngày 27 tháng 11, tại địa bàn Thôn Cốc Ngang, xã Phạm Bù Lão, huyện Kim Đồng, đã xảy ra vỡ đường ống nước sạch DN280 gây mất nước 4 xã Nghĩa Dân, Phạm ngũ Lão, huyện Kim Đồng, xã Xuân Trúc, Quảng Lãng, huyện Ân Thi. Nguyên nhân do người dân tập kết xác thải và đốt trái phép làm vỡ đường ống tại thị xã Mỹ Hào, việc cấp nước ở phường Phan Đình Phùng cũng bị gián đoạn do ảnh hưởng trong quá trình thi công đường giao thông. Trước đó, trong quá trình di chuyển cột điện phục vụ việc mở rộng đường giao thông đã vỡ đường ống dẫn nước tại khu vực thôn Bình Hồ, xã Quảng Lãng, khiến cho khoảng 300 hộ dân tại các thôn Lưu Xá, Bình Cầu, Bình Hồ bị mất nước sinh hoạt. Để hạn chế việc xâm phạm đường ống nước, các doanh nghiệp cấp nước cần phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền người dân về bảo vệ đường ống nước tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thi công đường giao thông và cắm biển báo tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng